Đây là chương trình Sống Thật do Chim Tinh Gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt Suvajo và Mộng Lan thực hiện. Thưa quý khán thính giả, siêu âm tướng Pháp là pháp môn vi diệu đạo gia Phật Màu. Siêu âm tướng Pháp bao gồm luận đoán ngũ quan, âm thanh, giọng nói, bộ đi, tướng đứng, dáng điệu nằm, ngồi, tốt xấu, sang hèn. Chim Tinh Gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt đã được chân sư đào tạo trên 30 năm học hỏi trong nghề. Chim Tinh Gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt đã bắt đầu được làm thầy từ lúc 12 tuổi. Chim Tinh Gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt chuyên về siêu âm tướng Pháp, tử vi, xem chỉ tay, bói bài, địa lý, phong thủy, bốc dịch. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về số mệnh cuộc đời mình hoặc có những vấn đề nan giải trong cuộc sống, xin quý vị nhớ đón xem chương trình Sống Thật với Chim Tinh Gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt, Suvajo và Mộng Lan vào mỗi thứ Bảy từ 6 đến 7 giờ chiều trên băng tần 57.4 của đài truyền hình SET. Chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Thật với Chim Tinh Gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt, Suvajo và Mộng Lan. Ngày hôm nay thì Mộng Lan đang có mặt đằng trước cửa Am Đại Hữu. Đây là cái văn phòng đầu tiên của thầy Lê Tấn Đạt đã mở để đón khách. Và Mộng Lan cũng xin thưa rằng đó là mét cho quý vị chút xíu, tại vì đây là chương trình Sống Thật các thầy. Thật ra Mộng Lan xin thưa với quý khán thính giả là Đỗ Minh Dũng là cameraman cũng như director của chương trình Nhạc Tình Thế Giới nói rằng đó là giống như là thầy với lại Mộng Lan đang ngồi ở khung cảnh Việt Nam vậy đó. Mộng Lan cảm thấy tâm hồn rất là thư thái khi mà được ngồi ở đây nghe tiếng chim hót, rồi gió thổi hiu hiu, rồi cây lá xôn xao. Thưa thầy, kính chào cô Mộng Lan, kính chào quý cụ ông bà và tất cả các anh chị em thân thương. Thật sự cái đời sống thật thì phải như vậy đó cô. Chỉ có cảm giác thật, đời sống thật là mọi sự nó đều là tốt đẹp. Còn hãy mình sống giả với chính mình, con người mình sống không thật với chính mình thì cái sự không tốt đẹp ở bên ngoài nó sẽ đến với chính mình. Chúng ta muốn có một cái đời sống sung sướng, trước hết chúng ta phải sống thật với là chính chúng ta, ngay trong tâm hồn của chúng ta, thì bên ngoài tự nhiên ông trời ông đưa đẩy những cái chuyện tốt đẹp đến với chúng ta, nó là như vậy đó cô. Thưa thầy Lê Tấn Đạt, khi mà thầy nói là sống thật, ý của thầy là sao? Tức là mình nghĩ sao mình nói như vậy, mình thích cái gì mình nói cái đó, chứ mình không có giống như là beat around the bush, tức là mình chỉ nói vòng thôi phải không thầy, mà mình nói thẳng vào trong những cái chuyện mà mình cần nói phải không ạ? Thưa cô, sống thật là như thế này. Mình sống hợp đạo trời, hợp đạo người, hòa mình trong thế giới vạn vật. Con người sống thật nhưng mà có trật tự, mạnh như rồng nhưng không lộng. Nó là như vậy. Chúng ta mà lộng là chúng ta bị loạn rồi, mà loạn là tà đạo rồi đó cô. Nó là như vậy. Cảm ơn thầy. Và trong cái chương trình Sống Thật này ngày hôm nay, Mộng Lan muốn thầy nói về những cái điểm mà khi mà chẳng hạn như là Đỗ Minh Dũng và Mộng Lan được đi ăn với thầy đó, thì có nhiều khi đó Mộng Lan vì tâm nó bị loạn động cho nên là hay bị rớt nĩa, rớt muỗng, hay là bị đổ cái này đổ cái kia, thì thầy rất là kỵ cái điều này. Thầy có thể cho quý khán giả biết sơ qua một số những cái điều mà cấm kỵ, mà nếu chúng ta có thể để ý một chút thì chúng ta sẽ không bị vấp phải không thưa thầy? Dạ thưa cô, thật ra nó rất là thực tế vô cùng, và nó khoa học vô cùng, và nó huyền bí vô cùng. Huyền là một màu đen, bí là con người ta khó mà minh chứng được, cho nên mới nói là hai chữ huyền bí. Trong bữa cơm ăn, đại kỵ nhất bất cứ cho một gia đình nào, bất cứ cho một cá thể của một cá nhân của một người nào, khi trong bữa ăn mà bị rớt muỗng, rớt đũa, lẻn kẽn, nội trong vòng gần là trong vòng 24 tiếng đồng hồ sẽ có sự gây gổ bực mình, xa thì trong vòng 48 tiếng đồng hồ sẽ có sự gây gổ và bực mình. 1000 lần nó trúng đúng y 1000 lần, không có sai. Hỏi tại sao? Lý do, thật ra mà nói á, nếu mình mà cắt nghĩa ra mà cho nó sát nghĩa đó thì nó hơi đụng chạm về vấn đề phạm vi tôn giáo một chút xíu. Thật ra có cái thế giới siêu hình thật sự, ngay cái chỗ mình ngồi ăn ở dưới đó nó có cái mã, hay là nó có một cái gì đó, khi mà cơm mình rớt hay là đũa mình rớt là có người xin ăn, mà coi như á mình không nghe được, mình không hiểu, họ hất mình đổ hoặc là họ làm cho rớt,
rồi họ khiến mình bực mình. Đó là một cái thứ nhất. Và tiếp lời của thầy đó thì có một hôm thầy đi ăn với Đỗ Minh Dũng và Mộng Lan và thầy cắn vào trong cái hàm ếch của thầy. Thầy nói rằng hình như có ai đó đang còn tranh giành ăn với thầy mà người đó là người nam. Phải không thầy? Dạ thưa cô, rất là đúng. Trong cái buổi ăn của mình mà tự nhiên mình đang nhai, nếu mình cắn bên trái một cái có thể là đổ máu, có nhiều khi là sưng luôn á. Thật ra là cái bổng lọc cái đời sống của mình từ bắt đầu từ đó hay là vài ba ngày qua và chuẩn bị cho những cái sự sắp tới là dứt khoát phải có phái nam đang tranh giành cái bổng lọc của mình. Đó, nó khiến mình, cái tâm của họ, họ suy nghĩ đến mình rất là nhiều. Rồi cái nó tác động lên ở trên cái thế hệ tư tưởng của mình, nó khiến mình phải cắn, nó báo điềm cho mình biết trước, đó là như vậy. Rồi thưa thầy, có những cái điềm chẳng hạn như là Mộng Lan hay Lính Quýnh bị rớt chìa khóa à, thì thầy nói rằng là sắp sửa có tiền. Mà thật sự là khi mà thầy Lê Tính Đạt nói là Mộng Lan có tiền đó, trong vòng một vài ngày nữa thì đúng như vậy thưa quý vị. Khi Mộng Lan bị rớt chìa khóa mà một cách rất là vô tình đó, thì tự nhiên có một cái số tiền nhỏ nhỏ nó đến vào trong túi của Mộng Lan à. Nếu mà Đạt không nói ra đó thì cô Mộng Lan không biết đâu. Và chỉ có người ở trong giới thứ thiệt, giỏi về dịch, giỏi về tử vi mới hiểu được điều đó. Hỏi chứ sau chìa khóa là cái gì? Mà tại sao rớt chìa khóa một cái chõn là qua lại trong vòng 24 tiếng cho đến 48 tiếng đồng hồ là sẽ có mánh để làm ăn hoặc là có cơ hội đưa tới và có tiền bạc. Tại vì chìa khóa nó là cái chùm sao lộc tồn. Nếu cái ngôi sao lộc tồn mà chúng ta dịch cho một tiếng lộc tồn nó là đa năng, nó là đa hệ, cái thùng rác. Nó là tạp rác thì nó là lộc tồn. Nếu mà dịch cho thức ăn, thức uống thì lòng heo, lòng lợn, lòng con này con nọ là lộc tồn. Còn nếu mà nói đến sau chìa khóa nó là ngôi sao lộc tồn. Khi nó đã động là cái điềm báo sắp sửa có tiền. Đó là như vậy. Rồi ngày hôm qua, mới ngày hôm qua đây thì Mộng Lan cầm một cái túi, ở trong túi đó đựng những cái bát đĩa mà cần phải đem về nhà để rửa. Thì là Mộng Lan Lính Quýnh sao nó lại rớt một cái xoảng một cái. Thì Mộng Lan rất là sợ và Mộng Lan nghĩ là chắc có một cái điểm gì đó không lành. Nhưng mà riêng với thầy thì thầy lại nói là bỏ hết, bỏ nguyên cái túi đó, là tại vì nghe một cái xoảng như vậy là rất là hên. Hình như là mình cắt đứt những cái gì cũ của mình phải không thầy? Dạ thưa cô, chén bát là biểu tượng của quẻ ly, mà lại bỏ vô trong một cái bịch ni lông cột lại, ly gặp ly là thuần ly. Thuần ly là phụ lệ, có nghĩa rằng người ta nhờ vào mình nhờ vào người ta. Nhưng mà trái trở lại, người ta tính toán nhiều quá, người ta mưu sự nhiều quá, thầy tổ khiến bể một cái chõn, nhưng mà nó bể hết ở trong một cái bọc đó, là có nghĩa cái lọc đó đó mình ăn không có trọn đâu, dục luôn đi. Để cho họ làm, họ muốn manh mung, họ muốn lèo lái với mình, phải đi con đường của họ. Mà nếu mà mình a vua mình đi với họ thì dứt khoát tương lai nó sẽ đem cái sự phiền toái đến với mình. Thà nó bể một cái chọn bỏ luôn, coi như cái lọc nó không thèm ăn. Thì tất nhiên ông trời cho mình cái bổng lọc khác. Cảm ơn thầy Lê Tấn Đạt và quý khán giả vẫn đang theo dõi chương trình Sống Thật với chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovagio cùng Mộng Lan. Có một cái điểm nữa mà có một hôm đó thì khi Mộng Lan cùng với lại thầy Lê Tấn Đạt lên đài VNA TV thì trước khi thực hiện cái chương trình siêu âm tướng pháp thì Mộng Lan bị đứt nguyên cái vòng đeo tay mà thầy Lê Tấn Đạt đã mua tặng cho Mộng Lan và đã có cầu an ở trong đó cho Mộng Lan. Thì Mộng Lan rất là buồn, nhưng mà thầy lại nói là không có nên buồn tại vì đứt cái vòng đó nó tốt. Thầy có thể giải nghĩa cho quý khán giả biết không ạ? Dạ thưa cô Mộng Lan, về vấn đề chuỗi á, cái hạt mà nó có cái lỗ là biểu tượng cho giống cái. Cái sợi dây đi qua biểu tượng cho dương, đó là giống địch. Cái sợi dây đó nó xỏ qua nhiều cái hạt chuỗi, nó kết duyên trở thành một cái sâu chuỗi. Dù sâu chuỗi nhỏ cho đến sâu chuỗi lớn đều nhân và duyên. Trong cái đó có cái nhân duyên tốt đẹp và cái nhân duyên nó không tốt đẹp dòng thời gian. Ví dụ như mình bực bội một cái gì đó, mình cầu nguyện, mình muốn xa lánh cái việc đó đừng có đến với mình nữa, sẽ có một ngày nó khiến mình đi, mình dướng cái móc này, dướng cái đinh kia, nó khiến cho phải bức dân ra tứ tung minh tàn hết này kia kia nọ. Đó là mình phải mừng, tại vì cái cũ nó phải tan đi, nó phải bức đi thì mới kết duyên cho cái mới. Nó là như vậy. Quý vị có biết không là cái lý do Mộng Lan đưa cái chuyện này ra là tại vì đó chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt rất là giỏi về khoa dịch lý. 64 quẻ và 384 hào. 384 hào. Thì trong 64 quẻ 384 hào nó đại diện cho hết tất cả các dạng vật và muôn loài. Nếu muốn nói đến ở trên cõi đời này, muốn nói bất cứ cho một cái sự việc gì phải lấy dịch ra mà làm trọng tài. Bởi vậy thánh tổ mới nói rằng là dịch hữu thánh nhân chi đạo tứ yên. Dĩ ngôn giả thượng kỳ từ, dĩ động giả thượng kỳ biến, dĩ chế khí giả thượng kỳ tượng, dĩ bốc vệ giả thượng kỳ chim. Nếu muốn ăn nói đàng hoàng chuẩn chạc phải lấy lời của dịch ra để mà nói. Đó.
Nhưng mà Mộng Lan xin phép thầy để được tạm ngưng chương trình trong giây lát để gửi đến quý khán thính giả một số các cơ sở thương mại bảo trợ cho đài. Sau đó thì chim tinh gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt sẽ trở lại với chúng ta và giải nghĩa tại sao mà khi mà quý vị giỏi về dịch lý, quý vị lại có thể giảng tử vi rất là tới nơi tới chốn, nhất là những cái tương lai gần thưa quý vị. Và thầy Lê Tấn Đạt là chuyên gia về cái vấn đề mà giải tử vi. Ai cũng có thể in ra một cái tờ lá số, nhưng mà cái lá số tử vi đó được giải như thế nào và những cái tương lai gần và xa có đúng như là những cái gì mà người thầy đã giải hay không, thì Mộng Lan xin thưa rằng thầy Lê Tấn Đạt rất giỏi về cái chuyện này, và cũng như là cái vấn đề giỏi dịch lý cũng có thể giúp rất nhiều cho cái việc mà chỉnh lại cái phong thủy của nhà của quý vị. Một lần nữa, số điện thoại của chim tinh gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt là 714-909-4322, 714-909-4322. Mộng Lan sẽ trở lại ngay sau một vài thông tin thương mại của các cơ sở bảo trợ cho chương trình của chúng ta hôm nay.